Xin kính chào quý khán giả và bà con nông dân. Hiện nay thì không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày mai 24 tháng 2 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3. Vùng ven biển là ở mức cấp 3, cấp 4 và có nơi giật cấp 6. Cùng với gió Đông Bắc thổi mạnh là những cơn mưa dông rải rác. Trong ngày và đêm 24 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều ngày 24 tháng 2, khu vực từ Hà Tĩnh xuống tới Quảng Ngãi có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 25 tháng 2 thì sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông và có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cùng với gió giật mạnh. Từ ngày 24 tháng 2, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng, phổ biến trong khoảng là từ 13 cho tới 16 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến dao động từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao thì có nơi là dưới 9 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ tối và đêm ngày 24 tháng 2 trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ hạ xuống còn từ 15 cho tới 18 độ. Xa hơn về phía Nam, các tỉnh phía Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 2-3 ngày tới thì sẽ phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Dự báo ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng là từ 28 cho tới 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó thì ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi tại miền Đông Nam Bộ sẽ đạt nắng nóng. Thưa bà con, theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 thì nhiều khả năng địa bàn huyện ảnh hưởng bởi các hình thái thời tiết như nắng hạn cục bộ kết hợp với hiện tượng thời tiết cực đoan. Khoảng 2.500 ha cây trồng tại đây có thể bị ảnh hưởng bởi khô hạn. Cà phê là cây trồng chủ lực của địa phương, do vậy mà ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp tưới nước tiết kiệm hoặc là xây dựng mô hình tưới theo chuỗi bậc thang, đồng thời thực hiện mô hình trồng xen các loại cây che bóng như là bơ, mít hay là mắc ca nhằm giữ độ ẩm cho vườn. Thông tin này cũng khép lại bản tin Thời tiết Nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.